ở bài trước, bạn đã tạo ra những đối tượng, và việc cần làm là khiến cho chúng hoạt động khi được tương tác. Để làm điều đó, bạn cần đến sự kiện. Sự kiện giúp cho chương trình nghe được chuyện gì đang xảy ra và phản ứng lập tức với sự kiện đó. Một số ví dụ đơn giản như một cái click chuột, một phím được nhấn hoặc một cái chạm cảm ứng. Khối lệnh khi nút được nhấn được gọi là khối lệnh sự kiện. Khối lệnh này sẽ cho phép chương trình chạy khi có sự kiện phù hợp xảy ra. Bạn cũng có thể sử dụng nhiều sự kiện trong chương trình. Ở đây chúng ta có hai sự kiện là nhấn nút A và nhấn nút B. Bạn có thể thấy, khi nhấn nút A để sự kiện xảy ra, đèn sẽ sáng xanh trong vòng 1 giây, sau đó trở về chương trình chính là sáng màu đỏ. Tương tự, điều đó cũng xảy ra với nút B. Khi sự kiện kết thúc sẽ quay về lại chương trình chính.